Triệu Vương thật là khách khí quá, không những mua hết những con ngựa đóng mổ đem tới với giá cao, hơn nữa còn phải làm phiền hầu gia sắp xếp chỗ ở cho đóng mổ, thật là khách khí quá. Người khách khí là Đổng gia. Từ đầu Đổng gia đã biết gần đây nước Triệu vì nguyên nhân nào đó mà không còn chiến mã để sử dụng, không ngại đường xa đến đây để giải quyết việc gấp nhất thời của nước Triệu. Thành ý mỹ ý của Đổng gia mới là hiếm có và đáng quý. Đổng mổ là kẻ say mê ngựa, những con ngựa được nuôi dưỡng dĩ nhiên hy vọng có thể ra chiến trường. Hy vọng Triệu Vương giao những sứ mã này rồi sẽ cảm thấy hài lòng về ngựa của Đổng mổ, thu mua hết ngựa của Đổng mổ, vậy là tốt. Ngựa của Đổng gia nuôi nhất định sẽ không được khiến cho người khác thất vọng. Đây, uống chung rượu đi. Dạ được, làm phiền hầu gia. Nghe nói Đổng Khang thực sự năm xưa vì cứu Sở Vương dùng tay đỡ xe, do đó trên cánh tay có một vết sẹo vì xe ngựa cán qua. Hầu gia quả là thông minh, chuyện nhỏ nhặt như vậy cũng không qua mặt được hầu gia. Nhưng mà vết sẹo trên tay của Đổng Khang thật không phải ở tay trái mà ở tay phải. Nó nằm ở đây. Sở dĩ hầu gia nghi ngờ về Đổng Khang bởi vì lâu ngày Đổng Khang đều một lòng trung thành với nước Sở, tuyệt đối không đột nhiên đầu quân nước khác bán ngựa cho nước Triệu, có phải không? Thật ra tấm lòng của Đổng Khang đối với nước Sở cũng giống như hầu gia đây. Các ngươi lui ra. Những lời vừa rồi của Đổng gia có phải ám chỉ gì không? Lần này Đổng mổ đến nước Triệu không phải để buôn bán, mà phụng mệnh của Xuân Thân Quân hỗ trợ Thiếu Quân Ngọc hoàn thành trọng nhiệm giết chết Triệu Vương. Đổng mổ vốn phụng mệnh của quân thượng và mật hàm của quân thượng đã được đem đến, mời Thiếu Quân xem qua. Đích thực là nét chữ và ấn giám của quân thượng. Quân thượng biết Thiếu Quân nhẫn nhục phụ trọng chịu nhiều cực khổ, giờ đây thời cơ chín mùi nên đã phái Đổng mổ đến đây để hỗ trợ Thiếu Quân hành động. Sao mật hàm mà tháng trước sai người đem đến không hề nhắc đến chuyện này? Bởi vì bây giờ thời cơ đã chín mùi, nước Triệu thiếu ngựa cho nên Đổng mổ mới có sứ mệnh này. Đổng mổ lấy danh buôn ngựa tiếp cận Triệu Vương, ngày xuân giao sứ mã chính là lúc hành thích Triệu Vương. Đến chừng đó đội quân của nước Sở sẽ tấn công vào thành. Thật không? Quân thượng đã sắp xếp theo tin trước đó của Thiếu Quân, điều binh khiển tướng, sắp xếp đội quân chủ lực đối phó bên phòng thủ yếu nhất ở phía nam. Bốn hầu đợi thời cơ này đã nhiều năm rồi. Đổng gia, vừa rồi thật là đắc tội. Thiếu Quân vốn là người thận trọng, không giống như Triệu Vương
hơi hợt dễ dãi. Dù Triệu Dương có mang họa sát thân, cũng là từng chuốc lấy. Triệu Dương chết, nước Tiểu Dục. Hay, hay. Đại nhân, đại nhân. Một việc thuận lợi chứ? Có thể cho là thuận lợi. Tên lão hồ ly này diễn xuất kém sẽ bị hắn hại chết ngay. Trời, còn nữa nè, mấy câu của thời đại này sao khó nói quá trời. Cũng may là huynh thông minh, nói rác cả lưỡi luôn đó, để biết không? Ha, thật là kỳ lạ. Tin tưởng tân thánh nhân mà đêm qua ta thấy đã rời vị trí cũ rồi, hình như đi vào nước Triệu. Không lẽ tân thánh nhân đang ở trong nước Triệu sao? Ừ, ngày mai tài sĩ luận chính nhất định sẽ có phát hiện. Cầm cô nương, thủ lễ. Đúng tiên sinh. Ủa, Đống tiên sinh và lão phu cũng là khách được tiếp ở biệt viện của phủ cũ Cự Lực Hầu à? Dạ phải. Ừ. Xin thỉnh giao. À, lão phu Châu Diễn. Châu phu tử, nghe danh đã lục. Ê, khách khí, khách khí. Cầm Thanh là nghĩa nữ của lão phu. Ta vẽ tranh của Cầm cô nương tại hạ đã được thấy rồi. Thì ra, khi hoa nở bẻ ngay cành, đừng để hoa tàn rồi mới bẻ, là tác phẩm của Cầm cô nương. Nghe thì rất cao thâm, nhưng mà người thô lỗ như tôi đọc sơ cũng hiểu, thật là tài giỏi. Cầm Thanh thất lễ. Thật ra gia bộc thất lễ mới phải. Ê, không thể lấy văn gặp bạn hoặc lấy họa gặp bạn cũng không phải là chuyện không hay. Lão phu ngầu du khắp nơi cũng chỉ muốn quen biết những người có học thôi. À, Đổng tiên sinh, thiết nghĩ ông cũng là khách ở phủ Cự Lục Hầu, vậy nhất định là đến vì chuyện luận chính của danh nhân tài sĩ rồi. Hả? Cử Lục Hầu này thật là khách khí, không những tiếp đãi lão phu và Cầm Thanh đến thành Hàm Đan, mà còn mở thiết yến ở Động Thiên Tinh để những người có tài trong thiên hạ tụ tập trao đổi chuyện thiên hạ. Đổng tiên sinh, tới ngày đó ông nhớ tới dự nghe. Nhất định. Hội luận chính trong đêm nay chắc rằng sẽ rất náo nhiệt. Châu tiên sinh, bốn hầu sắp xếp nơi luận chính cho ông và Cầm cô nương ở đây, ông thấy có được không? Sự sáng tạo độc đáo của hầu gia khiến cho lão phu cảm kích vô cùng. Châu tiên sinh gian danh thiên hạ, Cầm cô nương học rộng tài cao, lần này nhận lời đến Hàm Đan để bốn hầu có cơ hội nghe luận chính để tăng thêm hiểu biết, thật là vinh hạnh của bốn hầu. Ê, hầu gia khách khí, hầu gia khách khí. À, Điền tướng gia, Hàng tướng quân, hai vị cũng đến rồi à? Hầu gia, khách đã đến đông đủ rồi, vậy để lão phu đi nói với Cầm Thanh. Mời tự nhiên. Hai vị không ngại đường xa đến tận chỗ này, e rằng có mục đích khác. Điền bộ này tuy không phải là tài sĩ, nhưng trong luận chính có thể hiểu được đạo can qua của sáu nước, chỉ có ngàn dặm, Điền mộ không thấy là cực. Điền tướng gia chức cao quyền trọng, dĩ nhiên là không có vướng bận gì. Hàng sáng này thì có vẻ tự do hơn. Thật lòng mà nói, tài của tôi còn kém. Chỉ cần thấy được dung mạo của Cầm cô nương, nghe tiếng đàn của Cầm cô nương thì không uổng chuyến đi. Hầu gia, có phải không? Người đeo đuổi theo Cầm cô nương thì đâu chỉ có Hàng tướng quân, còn có Lý Viên, Lý Quốc Cựu, không hiểu sao vẫn chưa đến đây. Có lẽ ông ta có niềm vui khác thì sao? Xem ra đám người này đến đây vì Cầm Thanh cô nương thôi. Còn nói là làm quan, giống như chưa bao giờ cua gái vậy. Hèn chi sau này bọn chúng đều bị nước Tần diệt hết. Đúng tiên sinh. Cầm cô nương, Cầm cô nương, Cầm cô nương, Cầm cô nương, Cầm cô nương. Mời các chị ngồi không cần đa lễ. Mời. Thôi, cũng may vẫn còn kịp lúc. Chào các vị, chào các vị. Cầm cô nương. Ồ, Cầm cô nương, xa nhau vài tháng phong thái đã hơn trước đây. Dĩ nhiên rồi, ít ra Cầm cô nương không giống như Lý Huynh chịu nỗi khổ tương tư đó. Hiểu điều thục nữ, quân tử hiếu cầu. Hôm nay Long Dương quân không có ở đây, e rằng không còn ai phản đối tôi nói câu này. Xưa có câu các hữu sợ báo, nói xấu sau lưng người ta không phải là việc làm của quân tử. Phải rồi, đúng rồi, nói đúng rồi. Chưa thỉnh giáo các hạ. Tại hạ Đồng Khang, là một người buôn ngựa ở nước Sở. À, thì ra là Đổng Mã Si, kẻ gặp súc sinh nhiều hơn gặp người. Nếu có cựu,
Đổng tiên sinh vừa đến quý quốc, vốn là khách quý của bổn vương quý quốc. Phải rồi, hôm nay là tài sĩ luận chính mà. Thôi thì bây giờ chúng ta bắt đầu đi. Châu phụ tử, thứ lỗi tại hạ mạo muội. Trước khi đi vào buổi luận chính, khẩn thỉnh cầm cô nương vui lòng đàn một bài để cho chúng tôi dứt bỏ tạp. Được. Tại hạ có chuẩn bị hai món quà cho cầm cô nương. Lý Diên huynh, huynh lại tìm được chân phẩm tuyệt thế tặng cho mỹ nhân à? Để thì phải còn cho biết. Hy vọng là cầm cô nương không chê. Ngồi đâu? Dạ, cầm cô nương. Là cây đàn cổ. Đây không phải là đàn cổ tầm thường, mà là Bá Nha đã từng dùng đó. Tri Âm đã chết, Bá Nha đập đàn không đàn tấu nữa. Do đó đàn của Bá Nha đã bị thất truyền rồi kia mà. Đã được tu sửa lại. Ủa, còn có khúc phổ này nữa. Đây là cửu gian lừng danh thiên hạ của Khuất Nguyên khí thần nước Sở biết. Quá đúng là chuyện tích của Khuất Nguyên phu sĩ, thật là hiếm có, hiếm có. Cầm cô nương, cô thích thì tốt quá rồi. Lý huynh, khúc phổ và đàn cổ mục nát như vậy, có thể lấy để làm quà gặp mặt, thật là có vẻ hơi bất mặt đó. Tôi chỉ tặng vật quý, hàng tướng quân có mắt không biết coi vật quý đó thôi. Tùy tiện đào thứ người xưa đã dùng ở dưới đất mà cho là vật quý, có vẻ hà tiện quá. Bá Nha vì cái chết của Tri Âm Tri Kỷ đập đàn, Khuất Nguyên lôi nước lôi dân mà gửi nỗi lòng vào cửu gian. Cho nên người đời sau chúng ta nên trồng hai món vật quý này. Hiếm khi được cầm cô nương thích, chứng tỏ cầm cô nương không phải là người kém hiểu biết. Tuy rằng bốn hầu không hiểu biết nhiều về cầm phổ và đàn cổ, nhưng kỳ trân dị bảo mà bốn hầu có cũng không ít. Chỉ cần cầm cô nương thích, bốn hầu có thể dâng tặng ngay. Tạ ơn hậu ý của hầu gia, nhưng điều mà trong lòng Cầm Thanh muốn có không phải là sức người làm được. Cầm Thanh đêm ngắm tinh tượng, cảm thấy sở dĩ cảnh đêm lôi cuốn con người là vì có muôn vàn vì sao. Cho nên thứ mà trong lòng Cầm Thanh muốn có vốn là một ngôi sao. Thật ra hôm nay sở dĩ chọn nơi này để làm nơi luận chính là hy vọng các vị hiểu rằng không thể ngồi giếng ngắm trời, giống như con ếch dưới đáy giếng dậm chân tại chỗ, mà nên nhảy ra khỏi giếng để thực hiện ước nguyện của mình, tạo phúc cho chúng sinh trong thiên hạ. Cầm cô nương thuyết giải rất có lý, khiến cho tôi nhớ lại một câu chuyện trước đây. Hay là để tôi kể cho mọi người nghe. Cách đây rất lâu, có một người thanh niên không ngừng chạy nhanh vào rừng. Sau lưng người đó có một đàn sói dữ không ngừng đuổi theo. Ngay lúc đó, trước mặt người thanh niên đã xuất hiện một cái giếng. Thì người thanh niên đó chạy đến cái giếng, thò đầu xuống nhìn và phát hiện dưới đáy giếng có một đám rắn độc. Và ở giữa cái giếng có một cành cây rất to. Lúc bấy giờ người thanh niên bất chấp tất cả nhảy xuống cái giếng, bấu chặt vào cành cây. Nhưng khi người thanh niên nhảy xuống thì anh ta mới phát hiện ở cuối cành cây có một con chuột đang không ngừng gặm cành cây. Và ở đầu cành cây đó lại có một tổ mật ong. Và mật ong cứ chạy xuống cành cây liên tục. Và ngay đầu cành cây cũng có một ổ kiên lửa đang ăn những giọt mật nhiễu xuống. Tình cảnh đó khiến người thanh niên bất chấp tất cả bò đến đầu cành cây liếm những giọt mật ong đó. Câu chuyện này thật ra có hai ngụ ý. Ngụ ý đầu là một con người có thể bỏ mặc sự nguy hiểm chung quanh, chỉ nghĩ đến lợi ích trước mắt. Còn ngụ ý thứ hai hoàn toàn trái ngược với ngụ ý thứ nhất. Thật ra thì câu chuyện này ngụ ý nói về sau nước. Nếu như mọi người không nghĩ về mối họa trước mắt mà chỉ nghĩ về lợi ích trước mắt, sau nước sẽ bị diệt vong. Cảm ơn Đổng tiên sinh đã kể một câu chuyện ngụ ngôn hay như vậy. Hay là để Cầm Thanh đàn một bài
sau đó mới bắt đầu luận chính. À, được, rồi. Được. Được lắm. Trời, mấy ngói này có chắc ăn không vậy? Hả? Chỉ xếp lên thôi. Chịu vậy đó. Chịu khó đi. Chưa một đã thổi đèn đi ngủ. Dạ, phải rồi. Tối nào ổng cũng ngủ sớm vậy. Hơn nữa thường ngày có 4 tên lính đi theo ổng. Muốn trói ổng cũng đâu phải dễ. Vậy phải làm sao? Phải không? Vậy là phải làm sao? Vậy thì đành phải đợi đi. Đúng, để coi đồng tình. Quynh muốn đi cầu xí. À, tự nhiên. Có cần liền mua ly nước cho để uống không? Để không khát nước. Cộng của đường. Đúng tiên sinh. Vẫn chưa ngủ à? Đúng tiên sinh cũng vậy thôi. À, có lẽ vừa rồi trong buổi hội nghe cầm của đường thuyết giải cảnh đêm lôi cuốn làm gì ngôi sao trên trời, cho nên khuya rồi đóng ngủ ra đây để ngắm ngôi sao. Tiếc là đêm nay sao ít quá. Cầm cô nương có phải ra đây ngắm sao không? Ừ. Cầm cô nương có phải cô có tâm sự không? Không phải Cầm Thanh có tâm sự, chẳng qua là nhớ lại chuyện cũ. Nhớ lại chuyện cũ? Có chuyện cũ gì khiến cho cầm cô nương không sao ngủ được? Cầm cô nương, có phải cô nhớ ý trung nhân của cô không? Ý trung nhân? Thật ra thì Đổng mộ cũng đang nhớ một người. Cảm giác đó thực sự rất kỳ lạ, giống như là gần nhau gang tấc vậy. Gan tất chân trời cũng xê xích rất lớn về thời gian. Thời gian và không gian cũng xê xích rất lớn. Cảm giác đó thực sự rất kỳ lạ. Gần nhau gan tất nhưng xa tận chân trời, giống như vì sao trên trời xa đến muôn trùng, chỉ có thể ngắm sao từ xa chứ không thể nắm. Đừng chưa chắc cầm quân. Ngôi sao nào? Ngôi sao trên trời đều nằm ở đây hết. Tại sao ngôi sao trên trời lại đứng trong cái túi chứ? Cô đừng chớp mắt. Là đơn đớn. Là ngôi sao trên trời. Đứng yên. Tại sao mỗi lần nhìn thấy ông ấy, tôi đều có cảm giác như từng quen biết? Chà, có cần nhìn tôi đến nỗi không chớp mắt vậy không?
Thì ra Đơn Đớn có thể thay thế cho ngươi sao? Nếu như cô không bắt lại là nó bay đi hết rồi. Xin chào cầm cô nương. Đống tiên sinh. Cầm cô nương, mới sáng sớm đã ra ngoài sao? Nghĩa phụ và tôi được mời vào cung để giảng cho hoàng tử và công chúa học. Sáng sớm phải tới giảng học, buổi chiều thì phải luận chính với tài sĩ, vất vả cho cặp cô nương quá. Mấy hôm nay lặn lội đường xa, thực sự là hơi mệt mỏi. Cũng may là đêm qua có món quà mà Đổng tiên sinh tặng cho Cầm Thanh, khiến cho Cầm Thanh có thể ôm đó mà ngủ và mơ thấy một giấc mơ đẹp. Thật ra thì tại hạ cũng như cô nương thôi. Ủa? Thật ra cái gì có thể khiến cho người ta ôm nó ngủ mà mơ giấc mơ đẹp vậy kìa? Nghĩa phụ. Xin chào châu phu tử. Xin chào. Người ta nói đêm khuya không thể ngủ là điều đau khổ. Đổng tiên sinh, thật ra ông tặng cho Cầm Thanh quà gì khiến Cầm Thanh ôm nó cùng ngủ và mơ thấy giấc mơ đẹp? Hy vọng châu phu tử đừng cười. Thật ra tại hạ chỉ tặng cho Cầm cô nương một ít ngôi sao. Hả? Ôm sao vào giấc ngủ? Nghĩa phụ à, tôi con chỉ đêm ngắm tinh tượng thôi. Đêm ngắm tinh tượng đó là sở thích của nghĩa phụ mà. Nghĩa phụ à, giờ này không còn sớm, chúng ta phải vào cung. Gặp đại vương, đừng bao giờ đến trễ. Đổng tiên sinh, lát nữa chúng ta sẽ gặp lại tại buổi luận chính. Dạ được, dạ được. Công cô nương. Hầu gia, chào ngài. Chào ngài hầu gia. Chào tiên sinh. Đổng tiên sinh cũng ở đây hả? Chào ông. Chào tiên sinh, xe ngựa đã chuẩn bị xong, đang đợi bên ngoài. Hầu gia khách khí quá, chưa gì đã chuẩn bị sẵn xe ngựa. Ôi thật là khách khí. Châu tiên sinh và Cầm cô nương vốn là khách quý của bổn hầu, dĩ nhiên không thể tiếp đãi sơ sài. Châu tiên sinh mời. Cầm cô nương. Mời. Cầm cô nương à, thời tiết ngày đêm ở thành Hàm Đan hơi mát mẻ, y phục của cô lại mỏng manh, vậy khoác thêm cái áo sẽ ấm hơn. Hầu gia khách khí quá, Cầm Thanh không cảm thấy lạnh, thời tiết mát mẻ thì dễ chịu hơn. Đêm đến gió lớn, tối nay khi ngắm sao, bổn hầu sợ Cầm cô nương sẽ bị lạnh. Tối nay ngắm sao? Tối qua Cầm cô nương nói sao đêm quyến rũ. Bổn hầu hy vọng được cùng Cầm cô nương thưởng thức sự quyến rũ của sao đêm. Sở dĩ sao đêm quyến rũ là vì có thể thưởng thức cùng với người tri âm của mình. Hầu gia nên hẹn tri âm để cùng ngắm sao với mình đi. Chỉ sợ Cầm Thanh sẽ làm hầu gia mất hứng. Nghĩa phụ à, chúng ta đi đi. Cô gái Cầm Thanh này quả là khác với người thường. Chưa bao giờ có cô gái nào từ chối lòng tốt của bổn hầu, vậy mà chỉ có cô ấy luôn lạnh nhạt với bổn hầu. Cầm cô nương vốn là tài nữ vang danh thiên hạ, khác với mọi người. Cầm cô nương làm sao biết lấy lòng người khác? Nhưng mà cổ càng lạnh nhạt, bổn hầu càng nổi hứng. Đổng tiên sinh, theo ý ông, bổn hầu phải làm sao mới lấy được lòng của hồng nhan tri kỷ đây? Thật không ngờ hầu gia tài trí mưu lược điều gì cũng giỏi, mà lại phải bó tay vì một cô gái. Bốn hầu thấy Đổng tiên sinh và Cầm cô nương rất là hợp ý, không lẽ Cầm cô nương cũng có hứng thú về việc nuôi ngựa? Có lẽ Cầm cô nương thấy tại hạ chỉ là người buôn ngựa tầm thường, cho nên có thể cùng tại hạ nói đủ mọi điều về thiên nam địa bắc. Còn hầu gia thì hoàn toàn trái ngược. Hầu gia, ông chức cao quyền trọng. Trời, lâu nay cô gái nào cũng thích kẻ có uy quyền mà. Nhưng đáng tiếc, Cầm cô nương không phải là cô gái bình thường. Hầu gia, sao hôm nay trong thư phòng lại có nhiều lá chuối quá vậy? Ông là người nước Sở, ngày mai là ngày 15, không lẽ ông đã quên? Xem chút tại hạ quên, ngày mai là ngày 15. Chắc hầu gia phải bận rộn suốt rồi. Dĩ nhiên, ngày mai ít nhất sẽ bận rộn nửa ngày trời. Bận rộn nửa ngày trời à? Dĩ nhiên rồi,
việc này không thể cử hành trong phủ hầu gia. Dĩ nhiên là phải che mắt mọi người, còn phải lặn lội đường xa để lấy được nhất tuyến thiên, sau đó ở nơi bí mật hành sự. Nhưng mỗi bước đi của hầu gia luôn luôn là trước vô sau giả, có số gia tướng theo sau, thì làm sao qua mắt được mọi người chứ? Ngày mai bổn tướng chỉ dẫn theo vài gia tướng đi theo, chắc là sẽ không có vấn đề. Hầu gia hành sự cẩn thận, chắc là không có vấn đề. Trở lại việc chính. Bốn hầu muốn đề cử Cầm Thanh vào cung làm thái phó. Nếu làm vậy, bốn hầu có thể giữ cổ ở nước Triệu, sau này khỏi lo không có cơ hội gặp mặt. Không cần phải vậy, hay để Đổng Mẫu nghĩ cách hẹn cổ giùm hầu gia. Vậy thì nhờ ông, nhờ ông. Duy nhất tuyến thiên là con đường núi rất hẹp. Chúng ta sẽ lợi dụng cảnh quan thiên nhiên ở đó đang một tấm lưới để chặn những tảng đá lại, rồi mai phục ở nơi bí mật. Chỉ cần xe ngựa đi ngang xa vào cái bẫy, chúng ta có thể cắt đứt sợi dây đẩy đá xuống. Đến chừng đó khi không còn lối đi, ta có thể bắt sống chúng. Đúng tiên sinh. Cầm của nương. Hôm nay tại sĩ luận chính, sao không thấy Đổng tiên sinh vậy? Vừa rồi tại hạ có một số ngựa được chuyển đến, cho nên phải đến đó dàn xếp. Chủ công, tại hạ xin cáo lui. Xin phép. Phải rồi, không biết buổi luận chính hôm nay tiến triển đến đâu. Tại sĩ luận chính ai cũng từ từ làm được, nếu Đổng tiên sinh đến dự nhất định sẽ cảm thấy buồn chán. Thật không giấu gì, đừng nghĩ tại hạ mặt mày râu ria, thật ra tại hạ cũng là người giỏi văn chư. Buổi tài sĩ luận chính hôm nay đã kết thúc. Ngày mai Cầm Thanh sẽ cùng nghĩa phụ du hồ vẽ tranh, để thừa dịp trước khi rời khỏi núi Triệu vẽ lại cảnh quan ở Hàm Đan để giữ hồi ức. Cầm cô nương phải đi à? Cũng đúng thôi, chỉ là khách mời, trước sau gì thì chúng ta cũng phải rời khỏi đây. Nếu Đổng tiên sinh không chê buồn và bây giờ cũng rảnh rỗi, có thể cùng chúng tôi du hồ vẽ tranh để học hỏi thêm không? Tiếc là trong phu tử cảm thấy không khỏe, nếu không sẽ cùng với chúng ta thưởng thức cảnh đẹp như vậy. Cầm cô nương, cô thích vẽ tranh ở đâu? Đến phía trước đi. Được. Tài vẽ của Cầm cô nương quả là rất giỏi. Đổng tiên sinh quá khen. Cầm cô nương, cô có cảm thấy bức tranh vẽ bằng thủy mực có vẻ hơi đơn điệu hay không? Giả sử thêm chút màu sắc thì có lẽ bức tranh sống động hơn nhiều. Sắc màu? Làm sao thế? Bức tranh này sau khi điểm thêm màu sắc vào quả nhiên là sống động hơn nhiều. Đổng tiên sinh học rộng tài cao, lấy vậy Cầm Thanh hiểu biết được nhiều. Đổng Mỗ chẳng qua chỉ là người nuôi ngựa, thường ngày ngoài gặp mặt ngựa ra chỉ toàn nhìn thấy hoa cỏ không, rảnh rỗi an nhàn
mới đột phát kỳ tưởng nghĩ ra cách này. Cầm Thanh cũng thích lấy hoa cỏ làm đề tài. Hoa cỏ cũng thuộc loại vật có tình, ngày đêm đều gặp niềm vui vô tận. Giờ này cũng không còn sớm, Đống Mổ phải cáo từ. Đống tiên sinh, ông phải về trước à? Phải. Đống Mổ cũng muốn cùng Cầm cô nương tiếp tục vẽ tranh, nhưng mà Đống Mổ có chuyện quan trọng cần phải làm. Vậy đành phải đợi lần sau. Được. Đống Mổ xin từ biệt ta đây. Đống tiên sinh à, tôi cùng về với ông nha. Được thôi. Mẹ Trúc đâu rồi? Chắc là trôi đi rồi. Phải làm sao đây? Cô đừng lo, chúng ta đi vòng theo phía sau núi này về. Đi à. Ôi da. Cậu cô nương, cô không sao chứ? Chân của tôi. Hậu gia, có đá lớn chặn đường. Cô nương, chân của cô đã bị thương, không nên đi lại, hãy để tôi cõng cô cho. Hậu gia, có thể đi được rồi. Lên xe. Bây giờ đã đến bờ rồi, Đống tiên sinh có chuyện cần làm, ông về trước đi. Bây giờ có đi hay không cũng không phân biệt. Này ca, cô đi đâu mất rồi? Xe ngựa của Triệu Mục đến kìa. Đặc gia, hãy nghĩ kỹ đi, trước khi Hạng gia chưa đến, ngang nhiên hành động, e rằng sẽ đánh không lại. Cẩn thận đó Cầm cô nương. Tôi Cầm Thanh. Cầm Thanh. Nghĩa phụ. Sao chân con bị thương vậy? Lỗi bởi tại hạ nên mới khiến cho chân của Cầm cô nương bị thương. Là lỗi của Cầm Thanh, làm lỡ việc của Đổng tiên sinh mới phải. Không phải, lỗi của tại hạ. Thôi đủ rồi, đủ rồi. Hai người đừng nên ở đây nhận lỗi. À, thật ra vết thương của con như thế nào vậy hả? Không nghiêm trọng lắm, nhưng mà Khi đi thì hơi bị đau, không có gì đâu. À, vừa rồi con đi cà nhắc từ xa châu về đây hay sao? Là Đổng tiên sinh đã cổng con đó. Xin lỗi hai vị, ta hạ xin cáo từ trước. Xin lỗi nghe,
đệ tử đại ca có chuyện gì quan trọng? Thì ra chỉ Ngao Du với Cẩm Thanh cô nương. Tiểu Thiên công chúa đang đợi huynh ở Hàm Dương, huynh đến nước Triệu làm ăn trọng nhiệm. Huynh biết, nhưng huynh biết bây giờ có nói gì đệ cũng không nghe. Lần này đệ luôn kính trọng con người của đại ca, nhưng mà lần này bây giờ đành phải chờ cơ hội lần sau rồi mới hành động. Cơ hội tốt vậy mà huynh lại để lỡ mất, không lẽ còn có cơ hội dâng đến tay sao? Ai đó? Là ai đó? Tổng gia, hầu gia mời ông. Không uổng công bổn hầu lặn lội đường xa đi tế quỷ núi. Quỷ núi thật là linh nghiệm, lập tức có tin mừng. Có tin mừng, đúng vậy. Triệu Vương đã quyết định hai ngày sau thử ngựa ở Thiện Giao. Đến chừng đó, chúng ta sẽ làm theo kế hoạch giết chết tên hôn quân Triệu Vương. Đồng tiên sinh, ông lập tức liên lạc với quân sở đang đóng ở nước Triệu, phối hợp hành động. Nay mai đại quân áp giới sẽ trở thành bá nghiệp của đại sở. Mau vậy. Tổng tiên sinh, không lẽ kế hoạch có thay đổi? Không phải. Tại hạ cảm thấy mọi việc thuận lợi quá nên rất là vui mừng. Đúng vậy, mọi việc rất là thuận lợi đáng để vui mừng. Bốn hầu có thể tưởng tượng được nỗi vui mừng vinh quang của ngày đó. Tổng tiên sinh, đến chừng đó ông đích thân ra tay, bốn hầu sẽ làm bộ hộ giá bất lực hoặc bị thương chút đỉnh. Ngày thử ngựa chính là ngày lấy mạng tên hôn quân. Hay. Lần này là chết cái chắc rồi. Còn hai ngày nữa, hai ngày nữa phải làm sao đi? Để nói đi, lỡ như ngày đó không bắt được tên Kháo già Triệu Mục thì chúng ta có nước nằm thẳng đây luôn. Nè, để đừng có ngồi thừa ra đó, mau nghĩ cách giùm cho huynh đi được không? Để nghĩ được cách, để nhất định sẽ lên tiếng. Đống gia. Lại đó. Thôi vô đây đi. Đống gia, tiểu thư nhà nô tỳ kêu đem thuốc giảng qua đây. Cảm ơn. Nè, thật ngại quá, coi giùm huynh coi cổ viết gì. Cảnh đẹp xa châu, mong cùng chàng thưởng thức, đừng lỡ buổi hẹn ngày mai. Cầm Thanh. Huynh đi nhà sĩ. Nè nè nè, huynh có kế. Cầm cô nương chủ động hẹn bốn hầu đến xa châu Ngao Du à? Thuốc giảng đã ở trong tài hầu gia còn là giả nữa sao chứ? Quả thật là nét chữ của Cầm cô nương. Không chỉ là nét chữ của Cầm cô nương, hơn nữa trong đó còn ẩn chứa tình cảm mà Cầm cô nương đã dành cho hầu gia. Nhưng mà lâu nay Cầm cô nương vẫn lạnh nhạt với hầu gia, sao lại chủ động hẹn bốn hầu? Trời ơi, nỗi lòng của nữ nhi mà hầu gia cũng không hiểu sao. Cầm cô nương vốn là tài nữ nhất giới, mà tài nữ cần phải được kính trọng. Cầm cô nương và hầu gia mới quen biết thì làm sao dám gặp riêng với ông. Tôi nghĩ cặp cô nương hẹn ông là đã suy nghĩ rất kỹ, cho nên mới phát hiện hầu gia là người có thể gửi gắm cả đời. Hầu gia, có vậy mà ông cũng không lý giải được. Với lại, ngày mai cặp cô nương Ngao vui vẻ tranh ở xa châu, hầu gia đừng lỡ chuyện tốt. Người hãy tạm tránh mặt, trước khi mặt trời lặn cũng đừng quay lại làm mất nhã hứng của bổn hầu. Dạ. Đến rồi à? Phải đó, Cầm cô nương.
Hầu gia, sao lại là ông? Cầm cô nương, là cô hẹn tôi mà. Tôi đâu có hẹn ông. Đưa đi. Nếu không rút mau thì nhất định sẽ chết. Hoàng Thiếu Long là huynh. Đi theo tôi. Hoàng Thiếu Long, thật ra chuyện này là như thế nào? Thưa tiên sinh, tôi không có ý gặp mọi người, nhưng mà tôi không có cách nào khác cho nên mới bắt Triệu Mục như vậy. Huynh không muốn, huynh bị ổi lắm, dám lợi dụng danh tiếng của Cầm Thanh để dụ Triệu Mục sao bảy. Thật sự bây giờ tôi không có thời gian để giải thích với hai người, càng không muốn liên lụy hai người. Dù gì hai người cũng là người nước Tần. Thôi thì theo tôi về Hàm Dương, lánh một thời gian rồi hẳn nói. Không cần đâu, tôi mong sao chưa từng quen người có tên Hoàng Thiếu Long. Thưa tiên sinh, bây giờ tình thế nguy cấp, tôi không có thời gian giải thích. Ông mau chóng rời khỏi nước Triệu, tránh đau đớn đi. Tốt nhất đi về hướng Tây để tiện cho việc trợ giúp nhau. Được, lão phu hiểu rồi. Mình chơi câu